So với cuối tuần trước, giá vàng ngày 28 tháng 11 giảm tới 55 đô la Mỹ một ounce, tương đương mức giảm khoảng 1,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, so với cuối tuần trước, giá vàng SJC lại tăng thêm khoảng 350.000 đồng một lượng. Diễn biến trái chiều này đã khiến chênh lệch giá vàng SJC và thế giới bật lên 11,5 triệu đồng một lượng, mức cao nhất từ trước đến nay. Dự báo về xu hướng của thị trường chứng khoán trong nước tuần này, các chuyên gia tài chính tại công ty chứng khoán AIS cho rằng thị trường sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh, nhưng đây là điều cần thiết để hướng tới những vùng điểm số cao hơn. Vùng điểm số mục tiêu trong thời gian tới của VN Index là 1.550 điểm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của thị trường là các mốc 1.440 điểm và 1.420 điểm. Chưa mất các mốc này thì đợt tăng giá hiện tại vẫn còn được bảo toàn. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.